Hello anh em, mình là Tú đây. Bây giờ nghỉ trưa thì mình tranh thủ mình chạy ra ngoài chút xíu. Và chạy ra ngoài chơi thì thôi tranh thủ làm video cho anh em coi luôn. Đây một chiếc MT-07 nè của Yamaha. Đây chiếc R1 của mình cũng của Yamaha. Đây là chiếc R3 của Yamaha luôn. Thì tình cờ là hôm nay là trong đây là toàn ba xe Yamaha hết. Mà có một cái đây á là cái chiếc này á có chữ P xanh phía sau nè ha, cái chữ P màu xanh lá cây, cái nền màu xanh lá cây thì đó là bị giới hạn, cái bằng lái của chủ xe này bị giới hạn CC. Thì ở bên Úc á là nó có nhiều loại bằng lái khác nhau, để coi bằng L, bằng L, bằng P đỏ, bằng P xanh và bằng full là bằng cao nhất. Thì bằng LN á là dành cho mấy bạn mà vừa đi học lái xong và thi xong thì người ta cấp cho các bạn LN đó, các bạn chạy xe, chỉ chạy được xe máy nhưng mà không được chở người và chạy được dưới 660 cc. Thì bên đây có chiếc Ducati Monster là 659 thì nó vừa đủ tiêu chuẩn để cho các bằng LN chạy, bằng L còn chạy, bằng L chạy. Thì bi xanh và bi đỏ cũng như nhau, thì tuy nhiên ở bi đỏ là sau 3 tháng sau khi lấy bằng L thì được thi lên bi đỏ, còn bi xanh là sau 1 năm thì được lên bi xanh, sau khi lấy bi đỏ thì sau 1 năm sau được lên bi xanh, và bằng full là sau 2 năm nữa thì được lấy bằng full là chạy được tất cả các loại xe luôn ha. Mà cái đó không quan trọng lắm, cái đó mình chỉ chia sẻ thêm thôi. Cái này mới quan trọng nè, anh em chạy xe á để tay làm sao để không bị mỏi và làm sao để chỉnh mấy cái này để không không bị khớp ha. Thì mình chạy xe, cái thứ nhất mình cần á là cái này nè, cái phần này là phải thẳng, và tùy theo tư thế ngồi và chiều cao nữa, tư thế phải thẳng. Các bạn thấy không, cái này á thì hơi gọi là khó chịu với mình nè, tại cái cổ tay của mình phải bẻ lên, bên đây cũng vậy, cho mình phải chỉnh cái này xuống lại, đi xuống chút xíu làm sao mà cho nó thẳng nè. Khi các bạn chạy thẳng thì cái cánh tay với cái cổ tay thẳng một đường á thì rất là thoải mái. Cái thứ hai á, nếu như mà chạy tua đường dài á, không xài tới thắng tay nhiều á thì nên để tay như thế này, kiểu như cầm xéo vậy nè, chừa một khoảng ở đây, chừa một khoảng đây nè, không và hai tay bóp. Thì tùy người, có người bóp tay trái, có người bóp tay phải, mà cái mình sẽ chạy á thì mình sẽ bóp như thế này, sẽ hai ngón này lúc nào cũng để mình rà 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 nó, không là chạy cứ rà rà giống như này. Rồi bên này thì bóp hai tay hai ngón tùy theo sở thích của các bạn, nhưng mà cái quan trọng đó là cổ tay, cánh tay cổ tay phải thẳng. Và khi mà đi xa nên có một cái thùng ở đây, cái thang bác á, để đây nè, để mình dựa lên chút xíu để cho đỡ mỏi. Còn đi race thì khác nữa, đi race thì phải chỉnh mấy cái chỗ gác chân nè, rồi gắn thêm mấy cái thang pad, thì cái đó chuyện khác đó, đúng một nói sau. Yeah, cái chuyện đi race là khác nữa, nhưng mà chủ yếu á hiện tại bây giờ mình chạy, bữa giờ á mình chưa có thời gian chỉnh cái này, thì mình chỉ chạy ngắn đường ngắn thôi, cho nên cũng chưa cần phải chỉnh. Cho nên nhưng mà mấy bữa nay mình chạy á, mình bắt đầu cảm thấy được mình quen với chiếc xe rồi đó, bắt đầu cái tay bắt đầu thấy mỏi á, thì mình sẽ chỉnh lại cái này chút xíu nữa. Và cái này thì hơi lệch nè, cái này phải chạy vô trong sát vô cái này luôn chứ không phải nằm ngoài đây. Như vậy thì bên đây cũng nằm sát nè, làm sao cho hai cái nó đều á thì cảm giác nó mới thoải mái. Thì con R1 này á, hôm tối thứ mấy ta, tối thứ bảy hả, tối chủ nhật chứ, mình mới lên, mình mới bỏ cái bầu nó đi. Thì cảm giác đầu tiên mình cảm nhận được á đó là xe chạy nước đầu cực kỳ bốc, mà mình chưa chạy lên nước hậu nên mình chưa biết. Thì mình chỉ để mode cái mode STD thôi,
mà chạy cảm giác như là mốt A lúc mà chưa chưa thay bầu á, chạy cực kỳ bóp luôn. Cho nên bình thường bây giờ mình chạy mình phải để mốt B để cho nó giảm tốc độ đó, thì cái đó là cảm giác đầu tiên thôi, mình cảm nhận được thôi. Chứ thực ra thì đây là mình lên để mình đi tuôn xe thôi, thì còn những cái missing để làm. Đó, nếu như mình chạy xe á, anh em nhìn nè, mình sẽ để tay giống vậy nè, không bóp côn nè, bóp thắng nè, và tùy theo cái người cái gì đó, cái tư thế ngồi nữa, và các bạn cao các bạn như thế nào thì cũng phải chỉnh lại cho nó phù hợp á. Tại vì nếu như mà chạy tay mà bị bẻ lên á, bị cong lại á trong thời gian quá dài á, sẽ rất là khó chịu khi chạy xa, khi chạy đường dài. Và khi chạy track cũng khác nữa, khi chạy track thì mình chỉ ngồi mình núp gió là chủ yếu, và chỉ mình ngúp lên thì cái đó là sẽ chỉnh theo cái khác nữa, cái đó sẽ chỉnh theo là cái tay lúc nào cũng phải như vậy. Thì đó là một cách chỉnh. Tại vì á, mình chạy nhiều á thì mình thấy được cái cảm giác á, là cái cảm giác gọi là mệt nhất á là ở cổ tay, cái thứ hai á là phần vai, thứ ba là phần lưng. Nếu như chạy xe sport á là cái những cái đó là cái mỏi nhất, thì làm sao để bỏ được những cái khó chịu đó thì mình phải xài thêm cái phần đùi nữa. Tại khi chạy xe á, khi chạy xe cái phần tay nè là chống, nhưng mà để giảm được cái lực mà mình đè lên xe mình phải xài thêm cái đùi. Thì cái chỗ một cái tăng grip á, cái chỗ mà vừa mấy cái miếng dán mà để bám để mình gác chân gác cái đùi lên á, thì cái đó đóng một vai trò khá là quan trọng. Thì nếu như các bạn chạy xe chưa quen á thì các bạn sẽ cảm thấy như là gọi là rất là mỏi đùi ha. Nếu như mà chạy xe chưa quen á sẽ có cảm giác rất là mỏi đùi. Như đây mình sẽ mình nói là cái ý của mình đây. Ok. Đây là cái ý của mình đây. Khi mà chạy xe á thì tùy người, có thể là người có những anh em là thích ngồi sát bình xăng luôn. Hoặc là có những anh em mà cao á mình sẽ ngồi xa xa xíu. Nhưng mà đa số là đều ngồi thẳng lên, lưng thẳng, và ít ai xài đùi, đa số là dồn tay lên hết. Cho nên có rất là nhiều anh em hỏi mình đó là làm sao để tránh được mỏi tay, mỏi cổ tay. Thì như lúc nãy mình nói, cổ tay rất là dễ, chính là hai cái này phù hợp. Làm sao cho cái chỗ mình để tay á, nguyên cánh tay này nó thẳng đó, nó thẳng hết là xong, ok. Và cái thứ hai á là cái cách để tay. Cách để tay á, anh em tưởng tượng như là mình đang cầm cái gì đó. Oh shit, chắc phải mua bao tay mới rồi. Ây da, kệ đi, không sao. Thì cầm á, làm sao mà phải cầm giống như vậy nè. Cái cách, đây là cái cách cầm nè. Khi mà chạy tua xa á, đa phần là mình sẽ để như vậy. Thì cánh tay hơi cong, thì tại vì mình không có xài nhiều lực lên tay lắm, mình chỉ có để lái thôi, nhưng mà cái lực chủ yếu mình xài là cái đùi và cái bình xăng á. Tại vì mình chưa có cái miếng dán, nhưng mà cái bình xăng á là bạn phải gọi là xài cái đùi á, bạn gom vô giữ nó, giữ nó thì mình sẽ giảm được rất là nhiều cái trọng lượng trên xe. Rồi cái tay mình chỉ là thả lỏng, mình đánh đưa thôi. Và khi á, những cái ngón tay á rất là nhiều kiểu, rất là nhiều người thích chạy như sao thì nên để cái đó. Thì cái cách mình chạy á là mình để tay vậy. Nếu như mà chạy đường xa, chạy tour á, mình sẽ để tay vậy ha, cái tay thả lỏng xuống, đùi kẹp vô xe, và cái hai ngón này lúc nào mình cũng để thở ở đây, tại mình xài quen hai ngón này rồi, cho nên mà cái cần ngắn dài mình cũng xài hai cái này hết á. Đó, mình xài hai cái này nè. Rồi cái bên đây cũng vậy, bên đây thì mình xài hai ngón này. Nói chung là cái này là sao ta, tùy mỗi người cảm thấy được cách nào á mà phù hợp thì xài cách đó, chứ không đến nỗi là mình phải nói cách này đúng, cách này sai.
thì chơi xe mà mỗi người mỗi cái, mỗi người mỗi tính, mỗi người một cái suy nghĩ. Cho nên đây là mình chỉ gọi lên những cái gọi là phổ biến nhất á, phổ biến mà mình biết. Cho nên sẽ giúp anh em có một cái chuyến đi thoải mái hơn. Và nếu như mà nói về mà cái sức chịu đựng mà chạy xe á, mình cảm thấy á là anh em cũng nên đi gym chút xíu. Không cần phải đi gym đâu. Thứ nhất là tập hít đất nè. Tập hít nhất, nếu như mà tập ở nhà tập nên tập hít đất nhiều nè, rồi tập mấy cái xà kép, rồi tập xà đơn, rồi tập squat. Nói chung là tập đứng lên đứng xuống á, mà chút xíu để luyện cái đùi. Tại vì khi mà mình ngồi á, đúng mình đi tu nhiều á, mình xài cái đùi rất là nhiều. Đi đi track đi race cũng vậy, xài đùi nhiều hơn là cái phần body trên. Ha, cái này mình nói á, là anh em thử đi, chắc chắn các bạn nếu mà anh em chạy chưa quen á sẽ thấy cái body phần trên, mà mình nên không nên xài quá nhiều vô cái phần body, cái cơ thể mình, cái phần trên của cái body của mình, mà phải gọi là gì, giãn cái lực đó ra trên dưới đều thì mình xài. Nếu mà mình đi tu già, mình đi thường thẳng nhiều thì mình cứ xài nhiều lên, xài chia ra ở dưới đùi giữ bình sáng, ở trên thì thả lỏng tay ra giống như này đó, thả lỏng bên tay ra mình cứ chạy. Còn nếu như mà các bạn nào ngồi thích thẳng á, thì chỉnh lại này đi thẳng xuống và ngồi bắt đầu tay thẳng lên xíu, mà cũng đừng có gồng quá, cứ cầm tay vậy nè thoải mái thôi chạy. Thì đùi chạy nhiều quá quen á, cái đùi sẽ quen và lúc đó nó sẽ không còn cảm giác gọi là nhức nhối nữa. Những cái nhìn nhớ là cái miếng dán bình xăng bên hông á, anh em nên chọn lại tốt. Tại vì sao? Nếu như mà lại dỏm á, nếu mua mua tàu á, xài nhiều á nó bị dơ cái quần, không phải bị dơ mà là bị chóc da á, bị chày hết mấy cái quần da của mình á. Thì có những hiệu mà mình tin tưởng, nó là Snack Snack Skin hoặc là ING là R và G á, cái hiệu đó thì nó làm mấy cái miếng đó rất là mượt và bám dính và nó không có gây hại tới cái quần da. Thì đó là những cái mà mình biết, tuy nói biết vậy thôi chứ mình cũng chưa order mấy cái đó nữa. Thì cơ bản thì mình lên những cái mà trước mắt trước, những cái nào mà gọi là mắc tiền trước, xong rồi mấy cái nhỏ 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 mình sẽ lên từ từ sau. Cái plan của mình là không phải bây giờ, cái kế hoạch của mình là tới tháng 9 lần, cứ lên từ từ. Nói chung là vậy đó, mong là sẽ giúp được anh em giải tỏa cái vấn đề là tư thế ngồi nó ra làm sao. Thì mình chạy xe naked hay là xe sport, bất cứ xe gì cũng vậy, thì cái tay lái á, không phải tay lái nha, ý mình nói là cái chỗ hai cái cùm này nè, cái vị trí của nó là mình rất là quan trọng. Nếu mà chạy naked á, tay mình vậy đúng không, thì mình cũng phải chỉnh làm sao á, cho cái cổ tay nó thẳng, thì lúc mà chạy như vậy nè nó khỏe hơn đó, chạy vậy nó khỏe hơn. Giống con CB trước lúc trước của mình đó, cái cổ tay nó đi xuống, nhưng mà hai cái cùm á mình chỉnh vẫn chỉnh làm sao á, cái gì đông của nó chứ, hình 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 cánh yến mà đi xuống xíu, cho mình vẫn chỉnh cái tay làm sao cho nó thẳng, thì mình chạy tua rất là thoải mái, cực kỳ thoải mái. Thì nó kịch khác ở sport ở chỗ là ít xài lực để giữ xe hơn là sport. Thì cho nên chạy naked rất là khỏe. Còn những màu mà chạy, những bạn nào chạy sport đó mà muốn quen á cũng vậy thôi, cứ chạy bình thường, cứ xài tập luyện để cho khỏe khỏe hơn chút xíu để giữ xe cho nó. Nói chung mà chạy tập riết quen, tập riết từ từ sẽ quen. Mà tốt nhất là đừng ngồi chạy mà gồng mà đè người lên con xe, mình đảm bảo chạy được một tiếng là bắt đầu đuối, đuối thì sẽ dẫn tới gọi là mệt và những cái gọi là giác quan không được hoạt động tốt á, thì có thể dẫn tới những cái điều xấu. Thì ngoài kiểm tra những cái phần trên xe ra thì kiểm tra cái người lái á, cũng rất là quan trọng. Kỹ thuật kỹ năng và cái cách ngồi đóng vai trò khá là quan trọng trong cái việc điều khiển chiếc xe ha. Ok anh em, video mình hôm nay tới đây là hết. Thì hẹn gặp anh em vào các video khác của mình. Chúc anh em một ngày làm việc tốt lành ha. Bye bye anh em.